Hoạt động du lịch sôi nổi trong thời gian gần đây cho thấy dấu hiệu tích cực trong việc phục hồi du lịch. Bên cạnh đó cũng nổi lên vấn đề cấp thiết, đó là thu hút và tuyển dụng lại nguồn nhân lực, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu du lịch tăng cao của người dân sau đại dịch. Du lịch Việt Nam đã chính thức chuyển sang giai đoạn mới, phục hồi và phát triển hậu Covid-19. Tuy nhiên, nguồn nhân lực phục vụ lại giảm tới hơn 70% do tác động từ đại dịch. Đây thực sự là thách thức lớn của toàn ngành. Sau thời gian Việt Nam mở cửa trở lại hoàn toàn du lịch quốc tế, nhiều doanh nghiệp đang tuyển nhân sự ở các bộ phận nhưng không dễ tìm người. Hiện nay vấn đề nhân lực là một trong vấn đề cấp thiết của ngành du lịch. Bởi vì sau 2 năm thì khoảng đến 70-80% lao động trong ngành du lịch đã không còn hoạt động. Và như vậy, các doanh nghiệp muốn phục hồi được thì phải tập trung lại cái nguồn lực. Tất nhiên chúng ta không quá lo lắng, bởi vì du lịch cũng không phải bùng nổ ngay lập tức được, cũng lại là một quá trình. Và cái quá trình hồi phục của các hoạt động du lịch chính là cái quá trình mà tập hợp lại các nhân lực và đào tạo lại bổ sung kịp thời. Vấn đề chúng ta ý thức được rằng tầm quan trọng của nhân lực như thế nào và phải đưa ra cái kế hoạch đầu tư rồi bổ sung nhân lực cho nó phù hợp nhất. Tất nhiên, hoạt động du lịch sẽ phục hồi có lộ trình nhưng vẫn có sự thiếu hụt cục bộ ở một số thời điểm nhu cầu du lịch tăng cao. Đà Nẵng là một trong những địa phương khá chủ động và có những kế hoạch kịp thời giữ chân và thu hút nhân sự chất lượng cao cho ngành. Xu hướng lao động chất lượng cao chuyển qua các ngành khác là có. Tuy nhiên, thì phải khẳng định Đà Nẵng đến thời điểm này chúng tôi không thiếu hụt lao động trong dài hạn. Bởi vì trong suốt 2 năm dịch bệnh ấy, thì Hiệp hội du lịch thành phố phối hợp với Sở Du lịch, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Liên đoàn Lao động dưới chỉ đạo của lãnh đạo thành phố thì liên tục tổ chức các khóa đào tạo nâng cao chất lượng cho người lao động trong lĩnh vực du lịch. Rồi các doanh nghiệp lớn đều có chính sách giữ chân các cái lao động chủ chốt của họ. Các chuyên gia du lịch cho rằng, ngay lúc này cần có cơ chế chính sách khuyến khích kêu gọi người lao động đã có kinh nghiệm quay trở lại làm việc, tổ chức đào tạo lại và đào tạo mới, bảo đảm yêu cầu bổ sung đủ nhân lực đáp ứng với từng cấp độ phục hồi du lịch, phù hợp với các lĩnh vực kinh doanh. Thưa quý vị, tối qua tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương đã diễn ra những loạt trận cuối cùng vòng bảng nội dung đồng đội nam nữ môn bóng bàn SEA Games 31. Cả hai đội tuyển bóng bàn nam nữ của chúng ta đã giành chiến thắng thuyết phục và sẽ thi đấu lượt trận bán kết trong ngày hôm nay. Đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Campuchia, lọt vào bán kết nội dung đồng đội nam gặp Malaysia. Đội tuyển bóng bàn nữ Việt Nam thắng 3-0 trước Philippines, lọt vào bán kết nội dung đồng đội nữ gặp Singapore. Ở các trận bán kết còn lại, tại nội dung đồng đội nam, Singapore sẽ gặp Thái Lan, còn tại nội dung đồng đội nữ, Thái Lan sẽ gặp nữ Malaysia. Các trận đấu bán kết sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ và 14 giờ 30 ngày 14 tháng 5. Nhằm đẩy mạnh quảng bá du lịch Quảng Bình đến các thị trường trong nước và quốc tế, đặc biệt là các nước ASEAN, Sở Du lịch Quảng Bình đã phối hợp với các đơn vị triển khai chiến dịch truyền thông chuyên biệt để giới thiệu du lịch Quảng Bình nhân dịp SEA Games 31. Nhân dịp SEA Games 31, ngành du lịch Quảng Bình tặng những món quà đặc biệt cho một số đối tượng là vận động viên, huấn luyện viên và phóng viên quốc tế. Đáng chú ý, hai voucher tham gia tour thám hiểm hang Sơn Đòn, hang động lớn nhất thế giới trị giá 140 triệu đồng sẽ được trao cho hai vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 31 theo bình chọn của ban tổ chức. Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình dành các chuyến du lịch khám phá Quảng Bình trong 2 ngày 3 đêm cho 50 phóng viên quốc tế tại SEA Games 31. Bên cạnh đó, Quảng Bình cũng thực hiện chương trình truyền thông trực tiếp và qua nền tảng số để giới thiệu du lịch với nội dung chuyên biệt, phương thức đa dạng tới các nước ASEAN và một số thị trường khách quốc tế trọng điểm trong thời gian diễn ra SEA Games. Từ 0 giờ ngày 15 tháng 5 2022, không phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 khi nhập cảnh vào Việt Nam. Đây là nội dung công điện 416 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Quyết định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau thời gian triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tuy vậy, Bộ Y tế vẫn được yêu cầu phải theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh để có hướng dẫn phù hợp. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan của Việt Nam ở nước ngoài thông báo đến người có nhu cầu nhập cảnh thực hiện yêu cầu chống dịch theo hướng dẫn.